Trung tâm điện tử Phạm Quyết Audio Lý Nhật Hà Nam xin được mến chào tất cả các bác. Và hôm nay là một buổi trưa của ngày 25 tháng 10 năm 2021, thì trung tâm lại tiếp tục chào đón em Tư có số điện thoại là 0965377937. Địa chỉ nhận hàng là 141 đường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Và em Tư thì là một trong những người em mà phải nói là lúc nào cũng ủng hộ trung tâm. Và lần này thì anh em cũng quen nhau qua yêu âm thanh thôi. Và anh em Tư thì cũng là ủng hộ cho trung tâm lần này là lần thứ tư rồi. Và em cũng nói rằng là mỗi buổi tối đều xem video, đều nghe Phạm Quyết Audio hát đấy. Và với những sản phẩm mà em Tư lấy về cũng đều được mọi người khen rất nhiều, và em cũng hết sức tin tưởng. Và hôm nay thì lại tiếp tục ủng hộ cho trung tâm với một dòng sản phẩm, đó là một em lưng đến từ thương hiệu TG với model là CP800 Ultra. Và em đã chuyển tiền trước là 1.700.000 cho trung tâm, và với cái giá này thì là giá cũ, còn là tới đây là sẽ nâng giá lên, tại vì tiền sẽ cao đấy. Nhà máy thì sản xuất nhập vào những linh kiện thì đều là linh kiện phải nói là đều là nâng giá cả đắt lên các bác nhé. Nên là các bác nào mà muốn quan tâm thì hãy mua sắm cho gia đình nhà mình những sản phẩm chất lượng và mua sớm, kiểu là rồi tới đây từ gần Tết chắc chắn là linh kiện điện tử sẽ tăng giá các bác nhé. Và với một em nâng tiếng CP800 Ultra thì đã quá quen thuộc rồi, nhưng mà trước khi đi gửi hàng đi cho các bác thì trung tâm cũng sẽ test nhạc cũng như là chỉnh hướng dẫn cách sử dụng một chút cho các bác hiểu về sản phẩm CP800 Ultra này. Và dòng sản phẩm TG thì rất nhiều hàng nhái các bác nhá, nhưng hàng xịn sò thì nhìn nó khôn từng con ốc, và đặc biệt là cái tem xác thực chính hãng đấy, là trên mỗi sản phẩm đều có tem như thế này các bác nhá, để tránh khỏi mua hàng giả. Và cái mặt mũi nó sáng, cầm tay nó nặng các bác nhá, trông nó khôn từng chi tiết. Thì đây chính là nút nguồn này, và ở đây thì nó được thiết kế là gồm hai kênh. Thì ở đây em chú ý nhá, em Tư chú ý này, là ở đây thì chính là điều chỉnh là tiếng chép, thì em cứ thích nhiều chép em cứ để tầm 1 giờ. Và đây chính là cái tiếng nhạc cụ, thì em cứ để tầm khoảng độ 10 giờ. Và ở đây chính là lời ca sĩ, thì em cũng cứ để tầm khoảng độ 9 giờ là được nhá. Còn bên này, phần này là phần bát, thì em thích bát nhiều bát ít thì em cứ để 12 giờ đến 1 giờ các bạn ạ, tùy theo loa nhà mình nhiều bát nhá. Và bên này chỉnh làm sao thì bên này cũng chỉnh như vậy. Và đặc biệt chú ý này, là 4 cái đèn báo sáng này là phải bật lên hết luôn các bác nhá, 4 đèn báo sáng bật lên. Và đây là đường cắt súp này, cắt súp ở phía sau. Và đây chính là to nhỏ điều chỉnh khi các bác cắm súp điện, đường output ra súp điện thì các bác chỉ cần vặn này lên là cực căng cực hay. Đấy, riêng cái phần bass của thằng CP800 Ultra này thì nó phải rất tuyệt vời các bác nhé. Và chính là nút này thì mình ấn với phát là nó sẽ báo hiệu TG ở đây. Đó, ấn rồi phát thì nó sẽ báo hiệu hai cột sóng, hai kênh tín hiệu, hai kênh hai cột sóng đó, và sẽ bật một bản nhạc lên để các bác nghe đánh giá chất âm. Có em này thì không thể thiếu được trong một bộ karaoke. Nếu một bộ karaoke các bác dùng thì nên sắm em TG này, nâng tiếng này, thì nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Các bác có thể dùng đẩy này, các bác có thể dùng đẩy và có thể dùng vang là cũng đã hát được rồi, nhưng mà
nếu có em Lưng này vào nữa thì đảm bảo là sẽ hay hơn rất nhiều. Và để chứng minh điều đó nhá, các bác nghe một đoạn nhạc này. Không qua nhá, như thế này này, cái nút này này là không qua, không qua Lưng nhá. Bây giờ qua Lưng này, quá khác biệt luôn. Nhả này, đấy tiếng nhạc nó sẽ rủ đi. Rồi bây giờ chạy chạy qua Lưng thì các bác phải lổi cái đèn báo sáng này lên nhá. Nói là tiếng nhạc mà lúc mà chưa qua Lưng và qua Lưng nó đã khác biệt cực kỳ rồi các bác nhá. Nó đã rất khác biệt rồi. Và các bác nào quan tâm thì cũng mua sắm cho gia đình nhà mình những sản phẩm chính hãng của TG Autic thì alo cho bên em. Và đây là hộp mới, đây là hàng mới, nguyên hộp hàng chính hãng của TG. Và chế độ bảo hành là luôn được 1 năm, lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu các bác nhá. Đấy, dòng này thì dùng hàng chính hãng, đã không mua thì thôi. Mua thì phải mua hàng chính hãng sử dụng. Hàng điện tử nó hay mà nó bền các bác nhá. Và các bác nào quan tâm thì cũng alo cho bên em với số điện thoại 0325004686. Địa chỉ bên em tại 192 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và cuối cùng cũng xin được cảm ơn em Tư ở Hải Phòng đã ủng hộ cho trung tâm. Chúc em và gia đình sức khỏe. Và xin hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.